sẽ mở máy ra và kiểm tra nguồn nước. Lúc này nước đã được cấp vào trong hệ thống bàn chải. Và tiếp đến là chúng ta sẽ đổ cá vào. Rồi bây giờ chúng ta hãy đóng nắp lại. Sau khi đã đổ cá vào thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt thời gian cho máy. Thì đối với dòng cá chiêu hầm này thì chúng ta hãy cài chế độ là ở 50 giây. Sau đó là chúng ta hãy ấn nút khởi động. Hay là máy đã hoạt động. Sau khi chạy đủ 50 giây thì máy sẽ tự động ngừng. Và tiếp theo chúng ta sẽ mở cửa xả của máy. Nhấn nút. Máy đã hoàn toàn sạch nhớt và vẫy nha các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình giới thiệu sản phẩm của Thế Giới Máy. Trong chương trình ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn máy đánh bẫy cá công nghiệp Takeo TK700. Thì như các bạn đã biết, việc đánh bẫy cá bằng thủ công thường chiếm rất nhiều thời gian và công suất của các nhà hàng khách sạn. Mà không chỉ vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cũng như hình thức của cá trước khi chế biến. Đó là lý do ra đời của chiếc máy đánh bẫy cá Takeo TK700. Phía trên là sẽ có một bộ điều khiển. Ở đây là cục bộ hạn giờ của máy. Đèn báo tín hiệu. Cái này là nút hoạt động, xả luôn nha các bạn. Còn đây là công tắc khẩn cấp của máy. Phía trước sẽ là cửa ra. Hệ thống toa xả và toa nạp thì sẽ có một tay cầm, một tay nắm mà được làm hoàn toàn bằng inox, vừa thẩm mỹ và có độ bền cao. Phía trong sẽ là hệ thống bàn chà của máy. Hệ thống bàn chà này được sử dụng bằng những bàn lưới được lắp trên trục rulo, giúp máy có thể hoạt động một cách linh hoạt mà không ảnh hưởng đến chất lượng của cá, vừa sạch vừa nhanh. Với chiều dài là 7 tấc, với chiều dài cá là 68 cm là các bạn có thể sử dụng được rồi. Bên hông sẽ là hệ thống nạp nước trực tiếp từ trong vòi vào trong máy, vừa giúp sạch cá vừa làm sạch chất nhầy của cá. Bên đó nó sẽ giúp cho giảm ma sát của trục rulo ảnh hưởng tới da của cá. Máy được sử dụng động cơ 2,2 kW, điện gia đình 220V, phù hợp với các hộ kinh doanh vừa và nhỏ hay là trong các nhà hàng khách sạn nha các bạn. Trên đây mình đã giới thiệu sơ qua về máy đánh bẫy cá Takeo TK700. Thì một số lưu ý trong quá trình sử dụng là, thứ nhất là bạn nên phân loại cá và kích cỡ cá theo từng loại để nó không ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của máy. Thứ hai là đặt máy ở trên bề mặt bằng phẳng. Và thứ ba là sau khi sử dụng thì các bạn nhớ vệ sinh sạch sẽ. Toàn bộ phụ kiện trong máy là đều có sẵn tại Thế Giới Máy nha các bạn. Sau đây mình sẽ tổng hợp tất cả các loại cá mà mình đã test qua lúc nãy. Cá vẫn còn sống nha các bạn. Số lưu ý khi sử dụng máy đánh bẫy cá Takeo TK700 thì đầu tiên bạn kiểm tra là máy đã được đặt ở vị trí bằng phẳng hay chưa. Thứ hai là các bạn nên kiểm tra nguồn cấp nước của máy. Thứ ba là các bạn nên phân loại theo từng loại cá với kích cỡ khác nhau để tăng hiệu quả của máy. Và thứ tư là các bạn nhớ vệ sinh sạch sẽ trước khi sử dụng. Với dòng máy này thì Takeo sẽ có chế độ bảo hành 18 tháng cho người sử dụng. Và trong quá trình sử dụng thì sẽ có một kỹ thuật viên luôn đồng hành các bạn trong suốt quá trình. Để biết thêm thông tin, bạn có thể truy cập vào thegioimay.vn, liên hệ trực tiếp theo số điện thoại ngay dưới video này để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Bạn hãy bấm like và subscribe cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.